hột dục tùm lum. Bữa nay này hư quá. Bây giờ mình sẽ dọn dẹp rác nơi trong xe nha các bạn. Đây nè, dục cái rác này nè. Trời ơi, giấy nữa, giấy dụng cũng dục tùm lum luôn. Rồi giờ vỏ lon bia nè. Mấy cái này mình gom lại mình bán như chai á. Xin chào tất cả các bạn, mình là Nuti. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giúp bé Na dọn dẹp nhà của bé Na nha các bạn ơi. Hôm nay mình sẽ dọn dẹp gara và rửa xe cho bé Na nha. Một chiếc xe hơi màu hồng, màu mà bé Na rất là thích đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ qua gara thôi. Chiếc xe mình dính bùn đất không à. Bây giờ mình sẽ lấy xà bông mình chà cho nhìn là sạch. Chà rửa những chỗ bị dính bùn đất nha các bạn. Chà nào, trời ơi, chiếc xe đi bụi bặm quá trời mà không ai chà rửa hết trơn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy nước mình xả lại cho sạch nha. Dùng nước để rửa trôi hết tất cả các xà bông đi, xà phòng đi, và giúp cho xe sạch sẽ nha. Đây, bụi bẩn đã bị trôi đi hết rồi các bạn ơi. Hay quá. Bây giờ tiếp tục nào. Bây giờ xe chưa được bóng đẹp. Bây giờ mình sẽ dùng đồ này để mình chà bóng xe nha. Đây là dụng cụ chà bóng xe nè. Mình sẽ chà qua chà lại qua chiếc xe bóng lên rồi đó. Bóng đẹp luôn. Chiếc xe đã đẹp rồi các bạn ơi. Úi cha, giờ mình vô bên trong chiếc xe. Trời ơi, uống nước ngọt dục tùm lum. Bé Na này hư quá. Bây giờ mình sẽ dọn dẹp rác nơi trong xe nha các bạn. Đây nè, dục cái rác này nè. Trời ơi, giấy nữa, giấy dụng cũng dục tùm lum luôn. Rồi giờ vỏ lon bia nè. Mấy cái này mình gom lại mình đánh như chai á. Rồi bây giờ mình sẽ hút bụi. Bụi bám đầy lên ghế luôn nè các bạn. Mình để bụi như vậy á là mình ngồi mình hút vô làm bệnh đó các bạn ơi. Mình phải hút bụi thiệt là sạch sẽ đi. Đây, hút bụi thôi. Để như vậy là không có được đâu. Trời ơi. Trời ơi, cửa kiến xe. Thôi luôn, bây giờ mình phải xịt kiến nè. Xịt kiến rửa cho sạch nè. Trong thôi là lái xe không thấy đường luôn á. Bụi bám trên vô lăng nữa. Ghê quá. Mình phải rửa thiệt là sạch mới được. Mình phải rửa kiến rồi mình chùi lại nha các bạn. Bây giờ lấy khăn lau lại nè, chùi cho sạch đi. Mình ngồi trong xe mình nhìn ra mình mới thấy đường. Mình lái xe không á là không có thấy đường. Lái đụng vô xe của người ta đó các bạn ơi. Rồi chùi cho thịt sạch sẽ nào. Wow, chiếc xe đã chùi sửa sạch sẽ từ bên trong ra bên ngoài rồi, đã thành chiếc xe mới luôn rồi đó các bạn. Chương trình học kỹ năng dọn dẹp hôm nay đến đây là hết rồi. Tạm biệt các bạn nha. Mời các bạn đón xem tập tiếp theo nha. Yeah, very good. Car looks amazing.